Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98 Wallet. Đây là ví tiền mã hóa multi-chain đa chuỗi giúp bạn lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau chỉ với một passphrase duy nhất. Ngay trên ví Coin 98, bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và được tặng điểm thưởng cho mỗi lần swap. Hãy tải app Coin 98 Wallet ngay hôm nay và nhập mã giới thiệu ở trên màn hình để ủng hộ mình. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các sự kiện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và tiếp sau đây sẽ là phần video của Phê Game. League of Legends, dù bạn có thích hay không, thì hãy đồng ý với mình rằng cái tên này chính bản thân nó thực sự đã trở thành một huyền thoại sau 10 năm có lẽ phát triển. Bên cạnh khoảng 180 triệu người chơi mỗi tháng trải khắp vũ trụ Runeterra, Riot Games từ chỗ bị coi là kẻ bắt chước đã trở thành một trong những nhà phát triển được yêu mến nhất. Không chỉ là học hỏi và nâng cấp, từ đó tạo ra những tựa game được đánh giá cao trong chính thể loại của nó như bản thân League of Legends, Legend of Runeterra, Teamfight Tactics hay mới nhất là Valorant. Và sắp tới là Project L cùng một tựa game MMO đang trong vòng bí mật. Riot có chứng tỏ họ là bậc thầy trong ngành giải trí với các bản nhạc, MV hay tuyệt vời nhất là series hoạt hình Arcane đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. Riot đã khiến cho nhiều người dù không thích League of Legends vẫn sẽ buộc phải tìm ra cách riêng cho mình đắm chìm vào thế giới tuyệt vời này. Tham vọng không dừng ở đó, Riot đã lập ra Riot Forge với sứ mệnh cao cả là kêu gọi sự cộng tác của những đội ngũ có tiềm năng khác nhằm mở rộng vũ trụ Runeterra lên một tầm cao mới. Vừa qua, bốn cái tên đầu tiên đã xuất hiện, đại diện cho bốn vùng đất, trong đó hai cái tên đã ngay lập tức tới tay game thủ. Bên cạnh Hextech Mayhem, một tựa game theo thể loại âm nhạc nhịp điệu, thì Runeking: A League of Legends Story là con bài của Riot trong chiến trường nhập vai hành động theo lượt. Ngay sau đây, hai của mình có một phần review đánh giá cảm nhận về tựa game rất được mong chờ này, và hãy nhớ, mình sẽ cố gắng để tránh spoil những chi tiết quan trọng nhất nhé. Runeking: A League of Legends Story, như chính cái tên của nó gợi ý, có cốt truyện chính kể về Runeking, hắc diệt đế vương Viego, khi hắn đang nhăm nhe một lần nữa được cơn bão đại suy vong trở lại, nhằm một mục đích duy nhất: hồi sinh Issou, người mà vị vua này luôn cho là tình yêu đẹp nhất thế giới của hắn. Cần phải nói luôn rằng xin thứ lỗi với mọi người, mình tuy đã chơi League of Legends từ khá lâu, song lại không mấy để tâm tới câu chuyện khá đồ sộ của tựa game này. Thay vào đó, mình chỉ vào game, làm vài ván Aram và đánh cờ nhân phẩm như các cụ mà thôi. Do đó, nếu có gì sai sót, mong anh chị em bỏ qua cho nhé. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không quá quan tâm đến kho tàng sử thi của LL như vậy, nhưng mình vẫn biết về chuỗi sự kiện vệ binh ánh sáng Sentinel of Light, cú lừa lớn của Riot cho game thủ. Được xây dựng hoành tráng với những nhân vật nổi tiếng nhất của vũ trụ này được chia làm hai phe, vệ binh ánh sáng và phe dưới trướng Viego do bị điều khiển tâm trí, hứa hẹn mang đến một màn đối đầu đỉnh cao, quy mô lớn. Nhưng Sentinel of Light không chỉ phá hỏng hình tượng của nhiều vị tướng được yêu thích, mà quan trọng nhất là nó đã kết thúc theo một cách vô cùng lãng xẹt, đầu voi đuôi chuột, bằng một cinematic khiến game thủ thất vọng chán chê. Lộ nguyên hình là một sự kiện tập trung nhiều hơn vào việc giới thiệu tướng mới Akshan và nhăm hiểm nhất là PR cho dòng trang phục mới vô cùng thời thượng, nhưng tất nhiên là tốn kém. Runeking: A League of Legends Story thì may mắn không như vậy. Với đội ngũ biên kịch chất lượng thực sự, nó sở hữu câu chuyện ở quy mô nhỏ hơn, tập trung chủ yếu ở khu vực Beerwater và quần đảo bóng đêm, trước đây là quần đảo Phước Lành, với dàn nhân vật ít nhưng chất, cùng câu chuyện có sự phát triển tuần tự và cuốn hút hơn rất nhiều, không còn công nghiệp như Sentinel of Light. Và quan trọng nhất, tựa game này có hỗ trợ tiếng Việt, một điều tuyệt vời, mặc dù đôi chỗ game dịch không được chuẩn xác cho lắm thì phải. Runeking khởi đầu vào thời điểm Miss Fortune vừa trả thù thành công, triệt hạ Gangplank để trở thành người lãnh đạo Beerwater. Với tính cách quyết đoán và có phần mạnh bạo, cô gái này vẫn đang phải loay hoay trong việc tìm ra cách để đưa vùng đất này đi đúng theo ý mình, loại bỏ những thành phần còn trung thành với thuyền trưởng cũ của chúng. Trong khi mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, màn sương đen trong truyền thuyết, thứ đã từng suýt thì quét sạch mọi thứ trong quá khứ, đang có dấu hiệu quay trở lại, và cùng với đó là Gangplank, kẻ tưởng chừng đã nằm sâu dưới đáy đại dương. Vậy là Miss Fortune đành phải gác lại công việc lãnh đạo của mình, lên đường ngăn chặn thảm kịch có thể xảy ra, bởi đơn giản, cô muốn điều hành một thành phố của người sống. Từ đây, Sarah Fortune sẽ gặp gỡ các nhân vật khác, tất nhiên là rất quen mặt với những ai đã chơi nát League of Legends. Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng họ sẽ cùng sát cánh trên chuyến hành trình vì mục tiêu chung. Đó là Ilaoi, sứ giả sự thật của Nagakaboros. Cô là một người con của Buru, người luôn trung thành với Xà Mẫu, vị thần của dân tộc mình. Ilaoi luôn lắng nghe những thông điệp mà Nagakaboros truyền đến mình, nhưng nếu một ngày cô phải tự đưa ra quyết định thì sao? Hay đó là Ari, cô nàng hồ ly đang trên đường tìm kiếm tung tích về Vastaya, dân tộc của mình, cùng với đó là tìm kiếm cách kiềm chế bản năng, tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ. Đó còn là Yasuo, vị quốc tướng của chúng ta,
khi anh rời bỏ quê hương Ionia để làm nhiệm vụ hộ vệ cho Ari, khi vẫn mang cho mình mặc cảm tội lỗi đã lỡ tay sát hại anh trai, mang đến cho chúng ta Yone, một vị tướng vô cùng lỗi nữa trong vũ trụ League of Legends. Yasuo đi theo cơn gió, tìm kiếm nơi mà anh thuộc về, có thể anh sẽ sớm tìm đến Việt Nam chăng? Rồi đó là Braum, người đàn ông mạnh mẽ, thân thiện, hào sảng với đầy những câu chuyện thú vị về các cuộc hành trình vĩ đại mà ông đã vượt qua tại vương quốc băng tuyết Flareon. Và cuối cùng, Pai, sát thủ vùng huyết cảng luôn truy tìm và triệt hạ các thuyền trưởng, người mà bằng một cách nào đó đã vượt qua thử thách của thần Nagakaboros mà Illaoi đặt ra. Phải nói rằng Pai trong Rune King đã cho mình một cái nhìn khác về nhân vật này khi hắn đã bộc lộ nhiều khía cạnh rất ngầu thay vì chỉ là một nhân vật phải giành giật trong các trận đánh Aram. Dàn Avenger 6 người này xem chừng đã được Riot và nhà phát triển Airship Syndicate lựa chọn cẩn thận bởi họ có tính cách và câu chuyện rất riêng, và khi họ kết hợp hay tương tác lẫn nhau lại tạo ra những khoảnh khắc khó quên, khi thì hài hước, khi thì cay đắng và kèm theo đó là cả cái chất ngầu cực ngầu cho Rune King. You could stay. Another time, perhaps. A great battle with thrashes. Người nhà quê. Cùng với nhau, 6 nhân vật của chúng ta sẽ tìm đến quần đảo bóng đêm để khám phá chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó là tìm ra hướng đi cho chính bản thân mình. Tất nhiên, Rune King sẽ mang đến rất nhiều các nhân vật quen mặt khác của Liên minh Huyền Thoại, cả trực tiếp lẫn qua những tài liệu thu thập được trên đường đi, cùng hàng loạt NPC với những câu chuyện riêng nhưng vẫn dễ theo dõi, giúp cho câu chuyện của tựa game trở nên có chiều sâu, cuốn hút cả với những bạn không chơi qua League of Legends. Ngay cả Viego, sự cuồng si của nhân vật này cũng mang đến những điểm thú vị, đa chiều rất riêng của nó. Theo mình, cũng may mà Rune King ra mắt sau Sentinel of Light, mặc dù có vẻ câu chuyện mà nó kể lại diễn ra trước theo dòng thời gian, bởi nếu đã chơi xong tựa game này rồi trở nên háo hức và mong chờ, sau đó mới biết về cái kết của Vệ binh Ánh Sáng, thì không hiểu ta sẽ còn thất vọng đến như thế nào nữa. Về lối chơi, Rune King A League of Legends Story, như mình đã nhắc đến ở trên, là một tựa game nhập vai hành động theo lượt. Nếu biết đến Airship Syndicate thì có lẽ bạn đã biết họ qua tựa game được đánh giá khá cao là Battle Chaser Night War. Và nhìn sơ qua thì cái tên này với Rune King có nền tảng rất tương đồng. Một trò chơi với góc nhìn isometric khi nhân vật khám phá thế giới cùng các pha combat theo lượt được bố trí theo chiều ngang. Tuy nhiên, Rune King cũng thể hiện rõ cái gốc rễ của mình là League of Legends, một huyền thoại MOBA, thể loại game với 3 đường quen thuộc bằng cách thêm vào hệ thống chiêu thức theo 3 làn khá sáng tạo. Hệ thống này để giải thích khá là loang ngoang, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức nhé. Trong mỗi trận đấu của Rune King, chúng ta sẽ có một thanh hiển thị thứ tự ra đòn của cả đồng minh lẫn địch thủ, điều không mới trong những tựa game chiến đấu theo lượt. Các nhân vật sẽ có 3 cách để thi triển chiêu thức. Đầu tiên là các chiêu thức có thể sử dụng ngay, thường là bao gồm một đòn tấn công thường, một kỹ năng giảm sát thương và một kỹ năng giúp gây hiệu ứng, tùy theo đặc điểm của từng nhân vật. Cách thứ hai là các chiêu cuối, có thể được sử dụng khi bạn đã lấp đầy thanh chiêu cuối khi tấn công hoặc bị tấn công. Với mỗi chiêu cuối càng ở cấp độ cao thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Và cuối cùng, như đã nói, là các chiêu thức theo dạng làn. Game chia ra 3 làn nằm ngang bao gồm làn tốc độ, làn cân bằng và làn sức mạnh. Và mỗi khi bạn sử dụng một kỹ năng, bạn có thể lựa chọn thi triển kỹ năng đó theo làn tùy thích. Làn cân bằng sẽ mang lại lượng sát thương và có thời gian thi triển trung bình. Làn tốc độ sẽ giúp nhân vật ra đòn nhanh hơn, nhưng tác dụng mang lại thì giảm đi một chút. Và tất nhiên, làn sức mạnh sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất, song lại tốn nhiều thời gian nhất để tung chiêu. Nếu chỉ như vậy thì chưa có gì là sáng tạo lắm phải không? Chính vì thế mà Rune King đã bổ sung vào các khu vực đặc biệt trên thanh hiển thị thứ tự ra đòn này. Đó có thể là các bãi độc, cũng có thể là những vùng có hiệu ứng có lợi như hồi máu, tăng tốc ra đòn, tăng tỷ lệ chí mạng. Vậy là khi sử dụng các chiêu thức của mình, bạn có thể lợi dụng nó để đặt nhân vật của mình vào vị trí mong muốn trên thanh hiển thị. Ví dụ như sử dụng làn tốc độ, mặc dù gây ít sát thương hơn nhưng lại đưa nhân vật vào khu vực được hồi máu chẳng hạn. Hay thì triển một chiêu thức sức mạnh dù phải chờ đợi lâu nhưng sẽ giúp ta thoát khỏi khu vực độc hại trước mắt. Càng về sau, việc nhuần nhuyễn khi sử dụng các kỹ năng làn lại càng mang yếu tố quyết định hơn. Thậm chí có những kẻ thù, con trùm chỉ chịu sát thương khi ta đang ở trong một khu vực nhất định trên thanh hiển thị lượt đi này. Đó chính là điểm sáng nhất trong hệ thống gameplay chiến đấu của Rune King. Ngoài ra, game còn có một cơ chế khá hay nữa, đó là điểm quá tải. Mỗi khi tung chiêu, nhân vật của bạn có thể tích lũy điểm này và sử dụng chúng thay cho mana để thi triển những skin bá đạo hơn, giúp ta tránh khỏi việc thường xuyên bị hết mana và phải bơm liên tục. Điều này giúp cho các pha hành động trong Rune King trở nên thông suốt và ít gián đoạn hơn rất nhiều. Những trận đánh hoành tráng, kỹ năng phong phú, gameplay sáng tạo đủ chiều sâu, có đầu óc, dàn đối thủ đa dạng, những con trùm đầy sức mạnh và khó đoán, đôi khi là mạnh hơi quá đà. Không có điều gì mà mình cần phải đòi hỏi hơn nữa ở màn chiến đấu theo lượt của tựa game này.
Vậy còn các yếu tố khác của game thì sao? Có thể khẳng định, Rune King: A League of Legends Story mang đầy đủ đặc điểm của một tựa game RPG nhập vai kết hợp phiêu lưu giải đố. Bạn khám phá các vùng đất, mở mọi chiếc bình trên đường đi, tương tác với đủ loại nhân vật để tìm kiếm thông tin, thực hiện nhiệm vụ phụ để tìm hiểu những câu chuyện bên lề thú vị, và tất nhiên là mở khóa những món đồ, cơ chế hữu ích như vũ khí tối thượng hay chiêu cuối thứ ba đặc biệt của các nhân vật chẳng hạn. Một điều thú vị là mỗi vị tướng lại sở hữu các kỹ năng riêng để tương tác với môi trường. Chúng lại bao gồm hai loại. Các kỹ năng này có thể được sử dụng để gây sát thương cũng như hiệu ứng bất lợi lên kẻ thù sớm trước khi giao tranh nhằm lấy lợi thế, hoặc kéo kẻ thù ra xa nhau để tách lẻ chúng trên chiến trường. Và thứ hai là giúp ta khám phá ra những bí mật trong môi trường. Ví dụ, Illaoi sẽ đọc được ngôn ngữ Buru, Ari sẽ nhìn thấy những cạm bẫy ẩn, Pai có thể lặn dưới nước để tới những địa điểm mới, và thú vị nhất là Braum, vị tướng này có thể thả chú Pro của mình vào những khe nhỏ trên tường, cho chú khám phá những nơi mà không người nào có thể chạm tới, nhờ đó mang về những phần thưởng giá trị. Do đó, lựa chọn vị tướng nào trong đội hình 3 người hiện tại cũng là một vấn đề phải suy nghĩ đấy. Bàn về các lựa chọn, thì trong quá trình chơi game, rất nhiều lần bạn sẽ phải đưa ra những lựa chọn của mình, đặc biệt là trong các nhiệm vụ phụ. Dù chúng mang tới ảnh hưởng không quá ấn tượng như nhiều tượng đài nhập vai khác như The Witcher hay Skyrim, nhưng đây vẫn là những thêm thắt cần thiết, đáng giá cho Rune King. Một hoạt động nữa mà bạn có thể làm khi rong ruổi khắp nơi đó là câu cá. Một minigame mặc dù không quá thú vị, nhưng rất cần thiết bởi đây là một trong những cách hiệu quả để kiếm được huyền ấn. Loại ấn này là một dạng tiền tệ đặc biệt, giúp ta đổi lại những món đồ có sức mạnh lớn, các vật phẩm bí ẩn hay tuyệt vời hơn là những trang phục đặc biệt cho nhân vật. Có thể nói khía cạnh phiêu lưu giải đố của Rune King được thiết kế rất ổn, với những thêm thắt riêng giúp ta không cảm thấy nhàm chán, khi mà dường như lúc nào cũng có những bí mật phải khai phá trên chuyến hành trình dài mà bản thân mình cũng chưa thể khám phá được 100% dù đã đốt gần 30 tiếng cho tựa game này. Về hệ thống đồ đạc, kỹ năng, Rune King được làm tương đối dễ hiểu. Các món đồ có level riêng và bạn có thể dễ dàng so sánh chúng với nhau để tìm ra thứ tốt nhất cho nhân vật, tùy theo việc họ là tướng chống chịu, gây sát thương, hồi máu hay giải và gây hiệu ứng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phù phép cho vũ khí, trang bị của mình bằng các nguyên liệu có được trên đường đi. Tất nhiên, nguyên liệu càng đủ đầy thì tỷ lệ ép xịt càng giảm đi. Với những người đam mê Liên Minh Huyền Thoại thì tất nhiên, việc có trong tay các món đồ như dạ kiếm Rakta, kiếm Mayomu hay dây chuyền chữ thập chắc chắn sẽ mang tới cảm giác thú vị. Nhắc tới level thì một điều mà mình thấy khá dễ thở là game không bắt buộc vị tướng của bạn phải có trong đội hình hiện tại thì mới được nhận điểm kinh nghiệm như nhiều game khác. Tức là nếu bạn yêu mến Yasuo thì có thể sử dụng anh chàng này từ đầu tới cuối mà không lo những nhân vật khác bị thọt level, để yên tâm chuyển sang họ trong hoàn cảnh bắt buộc. Lại là vấn đề level thì tất nhiên khi lên cấp, bạn sẽ dần học được những kỹ năng mới, nhưng bên cạnh đó là điểm nâng cấp cùng các mảnh ngọc. Chúng có thể giúp ta xây dựng nhân vật theo nhiều hướng khác nhau, giúp gameplay uyển chuyển và tăng thêm chiều sâu. Một điểm duy nhất mà mình phải phàn nàn ở thiết kế gameplay của Rune King đó là giao diện của game khá khó theo dõi, nhất là ở thời điểm đầu. Bạn hãy nhớ trong mỗi trận đấu, hãy sử dụng nút theo dõi chi tiết các hiệu ứng dày đặc và thứ tự hành động thường xuyên nhé. Cùng với đó, dường như cảm giác nhận chuột của người chơi được game làm không nhạy lắm thì phải. Khi mà đôi lúc dù mình đã click liên tục vào người đối thủ thì nhân vật vẫn không thể ra đòn, thay vào đó thì ta đành phải nhấn vào hình ảnh của chúng. Dù sao đây cũng chỉ là một vài khuyết điểm nho nhỏ mà thôi, còn tựu chung lại, Rune King vẫn là một tựa game có cách chơi vô cùng chất lượng. Nền tảng đồ họa và âm thanh cũng là những yếu tố mà Rune King: A League of Legends Story thực hiện rất ổn. Dù hành trình của bạn phần lớn chỉ diễn ra tại vương quốc của cướp biển và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật Binwater, cũng như quần đảo bóng đêm, nơi trú ngụ của những sinh vật huyền bí cùng những linh hồn bị đầy đọa, song Airship Syndicate cũng đã cho thấy họ đã làm hết sức để tạo ra một thế giới rộng lớn và sinh động. Những khu vực lớn, mang thiết kế và màu sắc đặc trưng được dựng lên khiến ta luôn cảm thấy phấn khích khi được khám phá mọi ngóc ngách của bản đồ. Các nhân vật, đặc biệt là những vị tướng được làm rất tốt, từ thiết kế 2D trong các đoạn hội thoại cho tới trong các trận chiến dưới lớp áo 3D, nhìn ai cũng rất lực và mang phong cách riêng không thể trộn lẫn. Tất nhiên các đoạn cắt cảnh cũng vậy, với phong cách mỹ thuật đặc trưng dành cho những phân đoạn 2D cùng sự tỉ mỉ trau chuốt của những khung hình 3 chiều, đã đưa thế giới của Rune King đến với chúng ta theo cách vô cùng nghệ thuật và sống động. Về mặt âm thanh, điểm ấn tượng nhất của Rune King với mình chính là những câu thoại của nhân vật. Phải nói rằng, đây là một tựa game mà bạn không nên bỏ qua các cuộc trò chuyện của những vị tướng khi họ nghỉ chân, bởi chúng cực kỳ hay ho. Ngoài ra, việc nghe được những câu nói quen thuộc mà chúng ta thường nghe trên đấu trường công lý cũng là trải nghiệm, là một easter egg tuyệt vời cho cộng đồng fan đông đảo của vũ trụ này. Về âm nhạc thì tất nhiên, Riot Entertainment với kinh nghiệm 200 năm làm game thì cũng phải tầm 500 năm làm nhạc. Các bản nhạc mà họ cùng Airship Syndicate đưa vào Rune King đều rất chất lượng và phù hợp với hoàn cảnh. Một chuyến hành trình thỏa mãn ở phần nhìn và phần nghe.
là một sản phẩm mang trọng trách làm sao thu hút cả những người đã yêu mến Liên Minh Huyền Thoại lẫn những ai chưa biết về nó. Runeking theo cá nhân mình đã hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy, một sản phẩm xứng đáng đứng trong hàng ngũ các tựa game của vũ trụ Runeterra, vừa có thể đứng riêng ra như chính bản thân nó. Riot Games một lần nữa lại cho thấy hướng đi chính xác của họ trong chiến lược phát triển khi phát hiện và trao cơ hội cho những đội ngũ nhỏ nhưng có võ, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Mà nói đùa là nếu không giỏi làm game thì chúng tôi thuê người khác làm hộ. Runeking khiến cho mình khi nhìn vào kế hoạch mà Riot đã vạch ra, với mỗi vùng đất của Runeterra sở hữu một tựa game riêng biệt, lại cảm thấy vô cùng háo hức. Liệu Liên Minh Huyền Thoại này sẽ còn đạt đến tầm cỡ huyền thoại đến như thế nào nữa trong tương lai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy có Yasuo trong đội hình của mình là một niềm hạnh phúc. Một thành công cực lớn của Runeking đấy, phải không? What the fuck? Take a swing, bro. Right here, bro. Oh my God.